Kính chào quý vị đào hữu đến với tiểu điểm thính phòng Hắc Phong Sa. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên giả, tác giả Phong Cử. Chương 676. Hắc Hương gấp rút tiếp viện. Chưa vị nghe truyện, hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. thì chậm mà xảy ra rất nhanh thân ảnh của cửu âm tôn giả lăng không xuất hiện ở phía trước mấy đạo hắc quang từ trong tay áo của gã phóng tới đánh vào trên thanh linh truyền tiên phủ lại là mấy cây hắc châm hắc châm dài năm tấc mỏng manh bén nhọn toàn thân chấp độc ô quang khiếp cười phần đuôi được nối với sợi tơ màu đen nhưng hắc châm này mặc dù nhanh chóng tuyệt luân đáng tiếc vẫn chậm một bước thanh linh truyền tiên phủ đau hóa thành điểm điểm thanh quang tiêu tán hắc trầm đánh trúng ngực của phân thân tịch ảnh đơn giản xuyên qua mang theo vô số huyết vụ hắc tuyến phần đuôi hắc trầm cuốn quanh tới trong toáng chốc bọc lại mấy tầng mà thấy là sẽ triệt để vây khốn những thân ảnh của tịch ảnh đột nhiên biến thành một khối đá vàng cao khoảng một trượng bản thân của nàng xuất tiền cách đó hơn 10 trượng dùng chính là thần thông lục giáp kỳ môn của viên minh phần thân của nàng lại phun ra một cụm máu tươi trong mắt cũng lộ ra thần sắc thống khổ vẫn dáng chống đỡ thôi động huyết tượng giáp vị trên người của nàng sáng lên một tầng huyết quang cả người lại hóa thành một đạo huyết ảnh tiếp tục bỏ chạy ra xa cứu ấm tôn giả động ngón tay mây cây hắc châm lui về phía tay áo của gã trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc hắc thiên mạc trầm không phải là pháp bảo bình thường chính là linh bảo phòng chế khổ luyện nhiều năm nhưng năm qua không ngừng dùng các loại bảo vật tế luyện uy lực không kém nhiều so với linh bảo mà thiên mang trầm không chỉ công kích nhục thân càng hao tổn thần hồn người trước mắt bị liên tiếp hai lần công kích vậy mà phảng phất như vô sự. Người này tựa như không phải tu sĩ bình thường, mà giống như khôi lỗi. Kiều âm tôn giả thầm nói một tiếng, không tiếp tục truy kích phân thân của tịch ảnh. Dù sao vụ nguyệt thần giao nhiệm vụ cho y là đoạt lại vật thu hồn. Ngoài thần của kiều âm tôn giả hiện lên hắc quang, thân hình biến mất, hóa thành một đạo bóng đen màu trắng theo đuổi phía trước. Đầu thuật y mặc dù huyền diệu, trong lòng đất không vang lên âm thanh, không để lại dấu vết tìm kiếm, nhưng mơ hồ có thể phát giác được tàn ảnh mơ hồ phần thân của tịch ảnh run lên hướng cửu âm tôn giả chạy đi chính là chỗ ngân không tụ yêu nàng vội vàng tiến lên nơi đó đồng thời thần thức chuyển đâm cho ngân không thu hồi chấn hồn hồ rời đi ngân không tụ yêu cũng phát hiện ra phân thân của tịch ảnh và cửu âm tôn giả giao phong đã sớm chim sợ cảnh công ngay được phân vó lập tức nhẹ nhàng thở ra thu hồi chấn hồn hồ trốn vào hư không thân hình của gã vừa mới biến mất vài cây hắc châm từ hư không bắn ra hùng hăng đánh vào chỗ gã vừa mới đứng thân đành của cửu âm tôn giả toát ra sắc mặt âm tình bất định trong lòng đất của hắc phong xa trên thân của viên minh hiện lên thanh quang thanh linh truyền tiên phủ thứ hai xuất hiện hắn lập tức bóp nát một cỗ tin tức truyền vào thức hải Cửu âm tôn giả vu nguyệt thần thu hồn viên minh tự lầm bầm lấy ra ngân sắc lệnh bài mở ra một ngân sắc kết giới chung quanh bảo vệ thân thể An triệu hồi ra thao thiên đỉnh lại lấy ra một cây hắc hương mang theo một chút màu xanh. Đây là một cây hắc hương có thể khống chế người khác hành động. Bên trong tăng thêm lục hoàng dịch được lấy từ hồng diệp đảo. Trong khoảng thời gian này, viên minh đã kiểm nghiệm qua hiệu quả tăng thêm lục hoàng dịch. Cũng không ảnh hưởng nhiều đến người điều khiển người khác, mà thời gian hắc hương thiêu đốt dài hơn rất nhiều, đạt đến nửa canh giờ. Viên minh đốt hắc hương nhớ lại dung mạo của tài nhãn tôn giả, cắm hắc hương vào bên trong thao thiên đỉnh. Tin tức vừa rồi Phần thân tịch ảnh ít lời, mà ý nhiều, đã miêu tả tình huống bên kia. Tình huống nguy cơ, phụ thể cửu âm tôn giả sẽ có hiệu quả tốt nhất. Nhưng hắn không biết dung bạo của cửu âm tôn giả không thể dùng các gốc phụ thể, chỉ có thể lùi lại mà cầu viện khác, phụ thể vào tài nhãn tôn giả. Ánh mắt của viện minh tối dầm lại, lúc tầm mắt khôi phục, đã phụ thể trên thân của tài nhãn tôn giả. Tài nhãn tôn giả bây giờ đang giao thủ cùng với thiên đâm tử thiên nam tử đang thao túng chuông lớn màu kim lúc trước sử dụng một cây sáo xanh biếc một tỷ bà màu lam một khung đàn màu đỏ một mục trống to màu vàng ngoại trừ chuông lớn treo ở đỉnh đầu bốn kiện pháp bảo còn lại thì chia ra ở hai bên thiên nam tử năm kiện pháp bảo phát ra công kích âm bào khác nhau hoặc là bao la rộng lớn hoặc là ôn nhuận như nước nhưng đều ẩn chứa công kích thân hồn, chia ra tấn công từ tứ phía tà nhãn tôn giả không sử dụng pháp bảo thả ra bảy tám thần hồn hóa hình khác nhau sư hổ xà bọ cạp đều có thi triển các loại thần thông hồn tu đối với năm pháp bảo của thiên Nâm tử ngay lúc viên minh phụ thể ý thức của tà nhận tôn giả trầm luân Với thần hồn hóa hình đang trở nên trì độn không còn tiếp tục công kích lần này viên minh phụ thể mặc dù có thể khiến điều khiển pháp lực của người bị phụ thể nhưng không thể sử dụng thần hồn lực của đối phương Thiên nâm tử phát hiện ra tà nhãn tôn giả biến kết dị thường hai tay lập tức bấm niệm pháp quyết điểm lên trên chuông lớn trên đỉnh đầu chuông lớn màu vàng ngóng bộ nhìn biến lớn mấy chục lần nhanh chóng bắn tới bao phủ năm sáu con thần hồn hóa hình vào trong đó tiếng chuông phát ra một tiếng kêu vàng thật lớn thần hồn hóa hình bên trong đều bị chấn vỡ viên mình không để ý quay người bay tới nơi xa trong chớp mắt biến mất trong chiến trường vô cùng hỗn loạn thiên âm tử thấy vậy khẽ giật mình nhưng không truy kích mà đánh giết mấy thần hồn hóa hình còn lại nhau về phía tu sĩ vô nguyệt giáo khác mà viên mình điều khiển tà nhãn tôn giả chết đề thoát khỏi tiên đâm từ truy sát phía sau tìm một chỗ đất trống trốn vào lòng đất thẳng đến vị trí phân thân của tịch ảnh cửu âm tôn giả có thần thông kinh người phân thân của tịch ảnh nguy cơ sớm tối nhất định phải nhanh tới viện thủ hắn vừa phi độn vừa dò xét thân thể của tà nhãn tôn giả cùng với túi chữ vật à đây là viên mình lộ ra dị sắc trong đàn điền của tà nhãn tôn giả lơ đường bao khối ngọc bài màu đen trên mỗi ngọc bài lượn lờ huyết quang gương tụ thành một người tí hon màu đỏ ngòm khuôn mặt rõ ràng rất sống động giống như người sống ba tiểu nhân trong đó thoạt nhìn chính là sâm la phái la vĩnh kỳ hai người khác là đại hán dâu đen cùng với một thiếu phụ váy đỏ hắn cũng không nhận ra cái này không phải là nguyên thần bài à về mình âm thầm suy đoán hắn nghe từ tịch ảnh về vật này chính là thủ đoạn vô nguyệt giáo dùng để khống chế người khác bắt đối phương do tình huyết vào lệnh bài này là có thể hoàn toàn điều khiển sinh tử người đó viên minh vận chuyển pháp lực rót vào bên trong ba nguyên thần bài trên chiến trường là vĩnh kỳ đại hán dầu đền cùng thiếu phụ váy đỏ đại trấn trên mặt lộ ra vẻ thống cổ sau một khắc ba người cùng thi triển thủ đoạn chui xuống đất đi theo hướng viên minh đúng là nguyên thần bài viên minh thông qua nguyên thần bài cảm ứng tình huống của ba người là vĩnh kỳ trong mắt vui mừng tăng tốc độ bay có ba người này tương trợ đối phó với cửu âm tôn giả sẽ chắc chắn hơn lấy tốc độ bay của mấy người cho dù trong lòng đất có chút chậm chạp nhưng rất nhanh rời khỏi chiến trường tăng đến chỗ phân thân tịch ảnh bấy giờ trong lòng đất nơi nào đó phân thân của tịch ảnh và ngân không thủ yêu đang liên thủ chém giết với cửu âm tôn giả toàn phân thân của tịch ảnh bao phủ hoàng quang trói mắt chính là tái âm luyện tỷ quyết lấy nàng làm trung tâm cả một phiến khu vực địa tầm nguyên từ lực vặn vẹo hình thành trọng lực quỷ dị bất luận cái gì tiến vào bên trong khu vực này giống như rơi vào vũng bùn vạn trường hành động khó khăn từng viên mậu thổ thần lôi to bằng vại nước từ lòng đất hiện ra đồng loạt bắn về phía cửu âm tôn giả mà ngân không thủ yêu thì ẩn hiện trong hư không quanh cửu âm tôn giả phối hợp với phân thân của tịch ảnh phát động công kích nhưng bất luận phân thần tịch ảnh và ngân không tấn công mạnh thế nào vẫn không đụng nổ vật vào góc áo của cửu âm tôn giả thần pháp của y như quỷ mị tựa như căn bản không bị địa âm nguyên tử lực ảnh hưởng tương phản hắc trầm của cửu âm tôn giả như độc xà thổ tín bắn ra mỗi kích tất chúng phần thân của tịch ảnh bị nhiều chỗ thụ thương gây tức càng ngày càng uể oải ngân không thụ yêu không chế không gian độn thuật không bị hắc trầm đầm trúng, chỉ là cơ hội có thể tiết triển công kích càng ngày càng ít cửu âm tôn giả này quá nhiên nội hại viên mình âm thầm chấn kinh cập bách nghị đối sách cảm ứng được đám tà nhãn tôn giả tới gần cửu âm tôn giả câu mày lại tạm thời dừng tay thân hình thoát một cái triệt toái ra sau trăm trượng rơi vào cạnh đám người tà nhãn tôn giả mới chạy đến tà nhãn tôn giả sau người lại dẫn người tới đây Bàn giáo đang đại chiến với vân hoang liên minh ta cũng không cần hỗ trợ kiểu âm tôn giả nhìn lướt qua tà nhãn tôn giả cùng ba người la vĩnh kỳ trong giọng nói mang theo vẻ không vui ba người la vĩnh kỳ cũng không rõ ràng cho lắm bị ước kiểu âm tôn giả liếc mắt đồng loạt cúi xuống không dám đối mặt <laughs> Kỳ âm tôn giả cảm thấy ta không có nhãn lực sao Vũ Nguyệt Đại Thần Cần thần hồn bồi bổ bồ, Trước mắt cũng diệt hỗn loạn Không phải là thứ mà lão nhân giao ông ta muốn sao Nếu ta đánh lui đám vân hoang lên mình Vũ Nguyệt Thần Đại Nhân chỉ sợ sẽ không vui Ta nhãn tôn giả cười nói Trong mắt của kiều âm tôn giả lóe lên một việc kinh ngạc, vô nguyệt thần dự tính. Y không nói cho bất luận kẻ nào, không ngờ lại bị tà nhãn tôn giả này đoán được, xem ra trước kia đã xem thường đối phương mà ta nhận ra nữ tử này cũng biết một hai thần thông của nàng. Tà nhẫn tôn giả nhìn nữ tử áo trắng cách đó không xa đang một mặt đề phòng nói. Hả? Người này là ai? Cửu âm tôn giả ngưng lại nói. Nàng là... Tà nhẫn tôn giả tới gầm cửu âm tôn giả. Một pháp bảo lợi trào màu đen to bằng cái thớt lăng không hiện ra. Thoạt nhìn là mong vuốt yêu thú nào đó luyện chế thành Hùng hằng chụp vào ngực của cửu âm tôn giả. Tà nhẫn, người điên rồi thành gầm của cửu âm tôn giả lạnh lẽo nhanh chóng thối lui ra sau tốc độ của y giống như quỷ mị cho dù hoàn toàn không phòng bị tà nhãn tôn giả ra tay với mình vẫn trong khoảnh khắc kéo dài khoảng cách mấy trượng không gian trồng chất ngân không duỗi hai tay ra nắm hư không về phía cửu âm tôn giả một cái hư không giữa cửu âm tôn giả và viên mình đột nhiên vặn vẹo trồng chất cửu âm tôn giả đã kéo dài khoảng cách bỗng quay trở về chỗ cũ pháp bảo lợi chảo cuốn theo một cỗ ác phong hùng hằng đánh vào ngực của cửu âm tôn giả rắc một tiếng âm thanh xương gãy vang lên ngực của cửu âm tôn giả sụp đổ xuống chẳng biết gãy bao nhiêu đoạn xương cốt máu tươi cùng phun ra ngoài mặt nạ trên mặt của y cũng bị đánh bay lộ ra một gương mặt quái dị hỗn tạp âm nhu và dương cương viên mình nhìn về phía gương mặt của cửu âm tôn giả một mực nhớ kỹ gương mặt của y ba người lạ vĩnh kỳ thấy vậy quá sợ hãi hiển nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì vì sao hai vị tôn giả lại đột nhiên ra tay đánh nhau lúc này thanh âm của tà nhãn tôn giả vang lên trong tai của ba người ba người các người còn ở đó làm gì toàn lực đối phó cửu âm tôn giả nếu không ta lập tức bóp nát nguyên thần bài của các người vẻ mặt của ba người là vĩnh kỳ thay đổi liếc nhau tự mình tế lên pháp bảo nhất thời đạo đạo hồng quang khí mang đồng loạt đánh thẳng đến cửu âm tôn giả chương 677 mở ra lối riêng các người muốn chết Kiều Hằng tôn già tức giận gầm lên điên cuồng, hai tay kết tạch một ấn kết quỷ dị. Quanh người của y nổi lên một tầng hắc mang đồng đậm như mực, như mặt nước lưu truyền. Nhìn kỹ, ẩn ẩn thấy được có rất nhiều chỉ đen hỗn tạp trong đó. Những chỉ đen này mảnh như sợi tóc, theo hắc quang không ngừng bắn ra, lóe lên chui vào hư không, không thấy bóng dáng. Cẩn thận! Phần thân của tịch cảnh bên ngược ra sau, vết dụng giáo trụ ở trên người đại phóng huyết quang, bao phủ nàng vào. Ở một bên khác, ngoài thân của ngân công thủ yêu hiện lên ngân quang trốn vào hư không tà nhãn tôn giả bị viên minh phụ thể thấy vậy không lui mà tiến tiếp tục đánh tới cửu âm tôn giả trong thoáng chốc cách y không đến mười trượng trong tay áo của hắn linh quang chớp lên liên tục vài kiện pháp bảo từ đâu bắn ra phát ra từng tia sáng trôi mắt hùng ngang đánh về phía cửu âm tôn giả ba người là vịnh kỳ thấy tà nhãn tôn giả xông tới không dám đuôi lại thế nhưng không dám tiến lên đứng lại chỗ điều khiển pháp bảo tấn công trong lúc nhất thời tiêu ngoanh minh nổi lên bốn phía bảy tấn món pháp bảo từ các phương hướng khác nhau cùng công tất cửu âm tôn giả các loại linh quang giữa không trung đan vào nhau chiếu rọi khu vực này lóa mắt ngay lúc này thân thể của ba người đột nhiên cứng đờ toàn thân giống như bị rót trì ngón tay cũng không thể động pháp lực của bọn họ giống hồn lực điều động không được mảy may tế giả pháp bảo cũng trì trệ tiếp theo linh quang ảm đạm rời xuống dưới thân thể tài nhãn tôn giả cũng cứng đờ có mà động đậy tế ra pháp bảo tự nhiên mất đi khống chế nhưng thần hồn của viên minh lại không bị ảnh hưởng ngược lại thần hồn của tà nhãn tôn giả giống như bị đông cứng tại đó thông qua thao tên đình phụ thể gã tựa như không bị cửu âm tôn giả ảnh hưởng viên minh thầm nghĩ vận khởi thần thức dò xét tà nhãn tôn giả trong thần hồn của tà nhãn tôn giả chẳng biết từ lúc nào xuất hiện rất nhiều tơ mỏng màu đen khó mà phát hiện kéo dài ra phía ngoài thấy không rõ là từ bên ngoài chảy vào hay là do thần hồn của tà nhãn tôn giả phát ra nói ngắn gọn thần hồn tà nhãn tôn giả như thể biến thành con rối giật dây bị khống chế hoàn toàn về phần thân thể và pháp lực của gã cũng bị những sợi chỉ đen này khống chế trong suy nghĩ viên minh thử vận khởi toàn bộ hồn lực chung kích những chỉ đen giam cầm thân thể và pháp lực của tà nhãn tôn giả cùng lúc đó cửu âm tôn giả phất tay qua ngực xương cốt huyết nhục đứt gãy thậm chí nội tạng nổi lên vô số tơ mỏng nhanh chóng giao hòa và khép vá lại chỗ lõm ở ngực nhanh chóng phồng lên mấy nhịp thở sau đã khôi phục nguyên dạng giống như chưa từng bị thụ thương y lướt qua đám tà nhãn tôn giả là vĩnh kỳ bị giam cầm sau đó rời ánh mắt đi bị chỉ đen của y giam cầm không đến 10 ngày nửa tháng căn bản không thể tránh thoát trước mắt chỉ còn lại có một mình người người muốn chết thế nào cửu ấm tôn giả nhìn về phía phần thân của tịch ảnh tránh ở phía xa nhẹ nhàng tiến lên phần thân tịch ảnh không chút do dự quay người bỏ chạy trong khoảnh khắc công tế bóng dáng ánh mắt của kỳ âm tôn giả hơi chấp động không truy kích mà âm thầm thở dài một hơi vết thường ở ngực của y tuy đã bị được chữa trị nhưng pháp bảo hắc trảo của tà nhãn tôn giả ẩn chứa kỳ độc quỷ dị đã thấm vào bên trong lục phủ ngũ tạo của y kỳ âm tôn giả nhìn bề ngoài vô sự kỳ thực chiến lực còn sót đại không đến ba thành chỉ có thể cố tỏ ra dọa chạy phân thân của tịch ảnh thật sự chủ quan y thầm thang nổi tiếng sau đó hít một hơi thật sâu vận khởi pháp lực cùng hậu vô cùng đè xuống kỳ độc ăn bòn, đưa tay vỗ ra sau một chiêu tà nhãn tôn giả vốn đứng thẳng bất động bay tới rơi ở bên cạnh hay cửu âm tôn giả đè bàn tay lên đầu của tà nhãn tôn giả vận khởi thần thông siêu hồn xem xét ký ức của gã nhưng phốc một tiếng vang nhỏ dưới bụng của cửu âm tôn giả bị một cánh tay xuyên tùng một huyết thủ chui ra sau lưng lại là tà nhãn tôn giả vốn đứng thẳng bất động gây lên làm sao có thể trên mặt của cửu âm tôn giả lộ ra vẻ khó tin tà nhãn tôn giả bấy giờ cũng mở chừng hai mắt lộ vẻ kinh ngạc hắn dùng thần hồn lực miễn cưỡng sông mở chỉ đen ở trên cánh tay phải một kích này hắn xúc thế đã lâu thừa dịp cửu âm tôn giả chủ quan một lần đánh giết quyên anh của y nhưng trong đàn điền của cửu âm tôn giả lại rộng tuếch cũng không có nguyên anh ở đó cánh tay của tà nhãn tôn giả khẽ động muốn làm gì đó Cửu âm tôn giả rốt cuộc kịp phản ứng kinh sợ cuồng hống ám miệng phun ra mấy đạo hắc châm đánh về phía đầu của tà nhãn tôn giả tà nhãn tôn giả bị viên minh điều khiển bấy giờ ngoại trừ tay phải thì các nơi khác của thân thể vẫn bị vô số hắc tuyến khống chế không thể động đậy đành phải điều động pháp lực vừa mới khôi phục một chút tế ra một kiện pháp khiên tròn thanh đồng ngăn cách ở trước hắc châm nhưng hắc châm đột nhiên biến thành hư ảo xuyên thấu khiên tròn chui vào vi tâm của tà nhãn tôn giả một cỗ khí kình vô cùng năng lệ từ hắc châm bộc phát tương tự như diệt hồn kiếm ký, lại càng hung hiểm hơn đơn giản xoắn nát thần hồn của tà nhãn tôn giả viên mình cảm thấy ánh mắt tối sầm lại phụ tề trong nháy mắt kết thúc ý thức quay trở về bản thể hắn đang muốn đứng dậy bỗng đầu đớn phù thiên cái địa đánh tới thần hồn trong nguyên anh đột nhiên vỡ ra nhanh chóng tán loạn thoạt nhìn giống như tà nhãn tôn giả lập tức muốn hồn phi phách tán chính là cùng bị tổn thương khi dùng hắc hương phụ thể viên mình ôm đầu gắt gào chịu đựng đau đớn triệu hồi ra bách quỷ dạ hành đồ thiên quỷ tán nhân từ bên trong đồ hiện ra một tay nắm lấy viên mình thi triển thần thông hóa kiếp thần hồn hóa hình của tam nhãn hồn cưu ầm một tiếng vang nhỏ một con tam nhãn hồn cưu của thiên quỷ tán nhân vỡ ra thần hồn của viên minh sụp đổ lại chỉ giảm bớt hơn phân nửa không giống như trước đây thay thế chịu hết tổn thương mặc dù không thể thay thế hết tổn thương nhưng hắn cũng đã lấy lại sức toàn lực vận chuyển minh nguyệt quyết tu nạp thần hồn tán loạn cùng lúc đó bất tử thụ trong đan điền của hắn cành lá lên cuồng sinh trưởng cuốn quanh ở trên nguyên anh của hắn bọc lại từng tầng một mực bao phủ nguyên anh bất tử thụ do yêu khí vào bên trong nguyên anh hắc vụ cuồn cuộn tuôn ra Phù trợ hắn ổn định thần hồn sau một lúc lâu viên mình mở to mắt thần hồn lực nguyên anh cơ bản đã ổn định viên mình nhìn thiên quỷ tán nhân khẽ nhíu mày từ khi hiểu rõ dùng pháp hương phụ thể người khác đối phương gặp phải tổn thương cũng sẽ trả lại cho mình hát một mực cân nhắc biện pháp giải quyết nghĩ tới nghĩ lùi quyết định dùng năng lực thế kiếp của thiên quỷ tán nhân lúc trước hắn dám điều khiển tài nhãn tôn giả không muốn sống xuất thủ hơn phân lửa là dựa vào năng lực thế kiếp của thiên quỷ tán nhân chỉ là không nghĩ tới năng lực thế kiếp cũng không có tác dụng như tưởng tượng vẹn vẹn thay thế hơn phân lửa tổn thương không phải tu vi của ta càng ngày càng cao chênh lệch với thiên quỷ tán nhân càng lúc càng lớn nên hiệu quả năng lực thế kiếp cũng bắt đầu yếu bớt sau xem ra sau này dùng hắc hương phụ thể người khác phải cẩn thận hơn mới được viên mình tự lầm bầm phải giải quyết vấn đề này có lẽ chỉ có thể đi đường thắt tăng lên thực lực của thiên quỷ tán nhân này nhưng thiên quỷ tán nhân đã được luyện chế thiên quỷ nô cũng không phải là người sống bình thường chỉ sợ bất lực muốn tăng lên thực lực của thiên quỷ tán nhân người khác có lẽ không được người lại có thể làm được thành gầm của thất dạ bỗng nhiên vang lên xin chỉ giáo cho viên mình phất tay gọi ra tu la vệ huyết đồ hỏi Mấy quỷ dạ hành đồ là tu la thượng nhân mô phỏng theo tu la vệ huyết đồ luyện chế ra. Đồ này cũng không hoàn toàn xóa đi sự sống của quỷ nô. Nếu có thể tìm tới một bộ thân thể phụ thể khỏe mạnh, giàu có sinh cơ, không dám nói hoàn toàn biến thành thân hồn bình thường, cũng có thể khôi phục một phần. Thiên quỷ tán nhân vốn là hồn tu tình vũ đỉnh phong, lấy tài nguyên ở trên phương diện thân hôn của ngươi, đầy hắn lên biên vô cảnh không khó lắm. Thật dạ nói. Biện pháp này tựa như có thể thực hiện, chỉ là người nói thân thể giàu có sinh cơ hẳn là chỉ khôi lỗi của bất tử thụ viên mình suy nghĩ một chút hỏi không sai bất tử thụ ẩn chứa sinh cơ khó có thể tưởng tượng chỉ có khôi lỗi của bất tử thụ mới có thể cho quỷ nô khôi phục thất dạ nói đa tạ thất dạ đạo hữu chỉ điểm viên mình khẽ vuốt cầm, chắp tay nó tạ ơn chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc đến thất dạ cười nói nhưng trong lòng thì mừng thầm bởi vì lúc trước đã sai lầm dẫn đến viên mình mất đi sự giúp đỡ của phản hư là tam tuyệt lão nhân viên mình tuy không nói nhưng tiến nhiệm giữa hai người đã cách xa không ít trong khoảng thời gian qua đã gã đã cố gắng song phương cuối cùng cũng có thể bù đắp lại một chút viên mình trầm ngâm không nói biện pháp tất giả đáng thử một lần chỉ là bên cạnh của hắn không có khối lỗi bất tử thụ cần luyện chế một bộ trước đã hắn thù tù là vệ huyết đồ và bách quỷ dạ hành đồ vào lấy ra một tấm thanh linh truyền tiên phù lại một lần nữa đưa tin cho phân thân tịch ảnh thăm dò tình huống bên kia. Phân thân của tịch ảnh rất nhanh hồi âm, Cửu âm tôn giả đã trở về, nàng đang cùng với ngân không tụ yếu thu thập thần hồn ở trên chiến trường. Cửu âm tôn giả trở về, viên minh kinh ngạc, tu vì đến cảnh giới của bọn hắn, từng thích nhục thần đã không tính là gì, cho dù gãy tay gãy chân, moi tim mổ bụng, chỉ cần không chết. các loại linh dược bí thuật sử dụng ra khôi phục cũng không khó lắm cửu âm tôn giả là người đứng đầu lục đại tôn giả không thể không có hảo dược và thủ đoạn khôi phục nhục thân bản thân thần thông chỉ đen kia đã có năng lực chữa trị thương tích nhục thân sao lại đột nhiên rút đuôi hẳn là pháp bảo hắc trảo của tà nhãn tôn giả ngoài lực công kích mạnh vẫn còn tổn thương khác viên mình nghĩ một nát không phí công hao tổn sức lại lấy ra một tấm thành linh truyền tiên phù nhắc nhở phân thân tịch ảnh hành sự cẩn thận thảo thiên đỉnh cần có thời gian khôi phục trong thời gian ngắn hắn sẽ không thể tiếp tục phụ thể tương trợ làm xong tất cả hắn khoanh chân ngồi xuống lần phụ thể này thu hoạch tương đối khá, chẳng những làm cho cửu âm tôn giả bị thương nặng, còn tiêu diệt cả tà nhãn tôn giả, hoàn toàn không chế người bị hắc hương phụ thể. so với hắn dự đoán tác dụng càng tốt hơn, chỉ cần biết rõ dung mạo của địch nhân, người kia gần như hẳn phải chết. thiệt nuối duy nhất là tổn thương sau đó lại trả về bản thể. không được, thiên quỷ tán nhân nhất định phải tăng nhanh thực lực lên, nếu không thì không thể phát huy ra được uy lực của hắc hương phụ thể. về sau ta hành động cũng bị bó tay bó chân. Viên Minh bỗng nhiên đứng lên thu hồi ngân sắc kết giới chung quanh, mang theo kim cương rời khỏi lòng đất. hắn phi độn đến giữa công trung, rất nhanh xác định vị trí nơi này, sau đó tầng đến một tòa thành trì dưới đất. Chương 678 Hứa hẹn hiện giờ ở dãy núi hạt hồng nước Triệu, trận đại hỗn chiến giữa liên minh vân hoàng và Vũ nguyệt giáo đã tạm thời kết thúc, hai bên cùng lui lại phía sau. Ba lộ đại quân của viên minh vân hoàng lúc này đã hợp binh lại hạ trại ở một khu vực đồi núi cách dãy hạt hồng khoảng mấy trăm dặm bắt đầu tiến hành kiểm kê tổn thất sắc mặt của ba người vạn thiên nhân thiên âm tử và lạc chu đều cực kỳ khó coi trải qua một trận đại hỗn chiến này liên minh tổn thất rất nặng khoảng 3 phần mười tu sĩ bị bỏ mình số lượng người bị thương nhiều vô số kể tất nhiên trong đó chủ yếu là tu sĩ cấp thấp tất cả đều là do sai lầm của bần đạo vốn nghĩ dùng huyễn tượng thần thông của huyễn linh thủ là có thể mơ hoặc dấu chúng vô nguyệt giáo thực không ngờ lại hại chính chúng ta đợi khi trở lại vụ hóa thành bần đạo sẽ tự tới thỉnh tội với minh chủ thiên âm tử chán nản nói thiên âm tử đạo hữu chớ nên tự trách ai có thể ngờ vu nguyệt giáo lại dùng cách đánh lưỡng bại câu thương để đối phó chứ vạn thiên nhân khuyên nhủ không sai chúng ta tổn thất khá nhiều nhưng phía vu nguyệt giáo cũng chẳng kém bao nhiêu không tính là thua thiệt ít nhất chúng ta đã thành công trận đứng thế công của vu nguyệt giáo lạc chu góp lời Nghe hai người nói vậy, sắc mặt của tiên đâm tử mới khá hơn một chút. Trận hỗn chiến này xem như bất phân thắng bại. Tiếp theo nên hành động thế nào? Có biết hai vị đạo hữu có chủ ý nào hay không? Thiên âm tử hỏi. Khi vạn thiên nhân đang tính nói, thì lạc chú đã đưa tay chặn lời y lại. Trước khi bàn việc này, thiếp thân vẫn còn một chuyện muốn nói. Khi trước lúc đại chiến, không biết hai vị có phát hiện dưới lòng đất cũng có người đang giao thủ không? Lạc chú lên tiếng hỏi. Trong đại chiến lúc trước, vạn thiên nhân giao thủ với tịch chính, đánh từ đầu tới cuối không hề rơi vào hạ phong y cũng không dành để ý dưới lòng đất nên khi nghe vậy thì hơi giật mình đúng vậy tổng cộng có 7 người giao thủ một bên là cửu âm tôn giả bên kia lần lượt là bạch cốt tà nhãn nam cương sầm là phái là vĩnh kỳ song tiên giáo tử lôi xích tiêu và một thụ yêu cấp 4 thiên âm tử nói với giọng bình thản lại là bọn chúng sao bọn chúng lại tự giết nhau lẽ nào trong vô quyệt giáo xảy ra biến cố gì không đúng, bạch cốt tôn giả đã bỏ mạng ở Đông Hải, làm sao lại có thể xuất hiện chứ? Nghe thế vạn thiên nhân khẽ giật mình hỏi, đáp án của vấn đề này cho dù là thiên âm tử hay lạc trù đều không trả lời được. Vậy kết quả chiến đấu thế nào? Vạn thiên nhân truy hỏi, tà nhãn tôn giả bị đánh chết tại chỗ, ba người là vĩnh kỳ tử lôi, xích tiêu bị bắt, còn bạch cốt tôn giả và thụ yêu kia thì trốn mất. Thiên âm tử đáp, tà nhãn tôn giả chết, chuyện này là thật chứ, Vạn thiên nhân vui mừng hỏi Hẳn là không sai Ta đã dùng thần thức trà xét kỹ càng Ta nhãn tôn giả đúng là mất đi khí thức Xác đã bị cửu âm tôn giả mang đi Thiên âm tử nói Hay, dù trận này chúng ta tổn thất nặng nề Nhưng đối phương lại đục đục nội bộ Và nhãn tôn giả bỏ mạng Tính ra trận này bên ta vẫn chiếm được chút ưu thế Vạn thiên nhân gật đầu nói Lạc đạo hữu nhắc tới chuyện này Là vì cảm thấy trận chiến dưới lòng đất kia Sẽ ảnh hưởng tới hành động tiếp theo đây của chúng ta thiên đầm tử đưa mắt nhìn lạc chu hỏi, đương nhiên không biết vu nguyệt giáo đã xảy ra biến cố gì khiến mấy vị tôn giả đánh giết nhau, nhưng việc này không thể xem là chuyện nhỏ. tốt nhất là truyền tin này cùng với kết quả đại chiến về vụ hóa thành để hội minh chủ cần nhắc quyết định. lạc chu nói, cũng được. thiên đầm tử gật đầu lấy ra một tấm truyền tin phủ. lúc này dưới lòng đất một chỗ cách chiến trường khá xa, phần tần của tịch ảnh nhìn vô số hồn phách lấp kín chấn hồn hồ đếm số lượng phải tới mấy ngàn hai lòng gật đầu những hồn phách dù đại đa số đều là tu sĩ cấp thấp nhưng số lượng đủ để bù lại tất cả nhiều thần hồn như vậy đủ dùng để tăng cường sức mạnh bản thân lên chủ nhân đã thu thập đủ hồn phách rồi giờ chúng ta rời đi luôn chứ ngân không thụ yêu ở bên cạnh hỏi chờ chút ta vẫn còn chuyện cần làm phần thần của tịch ảnh thu chấn hồn hồ lại đưa mắt nhìn về phía dãy hạt hồng bên trong cung điện màu đen thuộc đại bản doanh của vương việt giáo cửu âm tôn giả khoanh chân ngồi trước quan tài màu đen bên cạnh của y đặt một bộ thi thể chính xác là tà nhãn tôn giả một luồng khói đen từ bên trong quan tài bắn ra nó giống như một con hắc giả to dài lắc đầu vẫy đuôi rót vào sau lưng cửu âm tôn giả rồi thoát ra từ phía trước người mặt của y lộ ra vẻ thống khổ nhưng cố gắng cắn răng chịu đựng tròn một khắc đồng hồ sau đó khói đen hoàn toàn tan biến cửu âm tôn giả cũng thở phào nhẹ nhõm được rồi kịch độc gần như đã bị thành lý hết. Tiếng của vua Nguyệt Thần từ bên trong quan tài đen vọng ra. Đà tạ vua Nguyệt Thần đại nhân, cửu âm tôn giả không người cảm ơn. Người thấy rõ pháp bảo mà kẻ kia dùng để thu tập hồn phách là chấn hồn hồ chứ. Bên trên của nó còn khảm chấn hồn châu. Vô Nguyệt Thần hỏi với ngữ điệu lộ ra vẻ sốt ruột. Tuyệt đối không sai. Cửu âm tôn giả nói chắc như đinh đóng cột. Vừa rồi, nghe ngươi tả, thì kẻ kia dù thực lực không tệ nhưng vẫn kém người một quãng. Hắn không phải là viên minh mà là ai đó bên cạnh hắn. Vua quyệt thần nói, tám chín phần mười là như vậy. Kỳ âm tôn giả vụ họa. Được rồi, vốn nghĩ phải tìm tới viên minh mới có thể đoạt lại chấn hồn hồ. Không ngờ đối phương lại đưa bảo vật này tới trước mặt ta. Hơn nữa còn là chấn hồn hồ hoàn chỉnh. <laughs> Vua quyệt thần cười lớn, kỳ âm tôn giả cũng đỡ nụ cười. Cửu Âm nghe lệnh, nhanh đuổi kịp kẻ kia, đoạt lại trấn hồn hồ. Ta cho phép người mở phòng gấn, sử dụng thân hồn đối địch. Vô Nguyệt Thần rất nhanh đã ngừng cười, nghiêm giọng ra lệnh. Vâng, Cửu Âm tôn giả đáp. Ngay sau đó, phần ra ở đằng sau của Y hiện lên một đồ án phức tạp, Thoạt nhìn là một cái đồ án phòng ngấn. Hắn lập tức đưa hai tay kết ấn, đồ án phòng gấn nhanh chóng tan ra, sau mấy nhịp thở đã hoàn toàn tiêu biến. ầm một tiếng, một sợi sóng hồn lực vùng vĩ bộc phát tiếp đó một bóng người màu đen từ phía phong gấn thoát ra nó hưng phấn nhìn khắp chung quanh thi thoảng còn phát ra tiếng cười chói tai như tiếng cú đêm có vẻ như không hoàn toàn bị cửu âm tôn giả khống chế bóng đèn dù là do lực lượng thần hồn biến thành nhưng tiếng cười lại vô cùng chân thật chấn cho cả tòa đại điện âm ầm rung động đã qua bao nhiêu năm như vậy mà người vẫn chưa khống chế được ma kiều chi hồn tiếng của vũ nguyệt thần từ bên trong quan tài truyền ra nghe qua có vẻ không vui thuộc hạ bất tài xin vua quyệt thần đại nhân trách phạt vẻ xấu hổ hiện lên trên mặt của cửu âm tôn giả thôi ma kiều vốn không phải là thứ của bản giới khó có thể khống chế cũng hợp tình hợp lý người đi đi trong ba ngày phải mang chấn hồn hồ về đây vua quyệt thần từ tốn nói vâng kỳ âm tôn giả thoáng một cái biến mất không gian ở bên trong đại điện yên nắng trở lại một lúc lâu sau đó trong đại điện chống trải đột nhiên xuất hiện một cỗ sắt cơ nồng đậm tựa như có một con hùng thú khát máu xuất hiện khiến không khí cũng ngừng lưu truyền người tới rồi sao tiếng của vua nguyệt thần từ bên trong quan tài truyền ra đồ đã chuẩn bị xong chưa một bóng người cao lớn từ bên trong bóng tối bước ra người này mặc áo bảo đen bao trùm cả người trông không rõ dùng mạo có điều trên trán của người này lóe lên một đoàn huyết quang trong bóng tối trông rất bắt mắt ở đây cả rồi một cái túi chữ vật cỡ lớn từ bên trong quan tài bay ra rơi xuống trước mặt người cao lớn kia kéo theo một tiếng đắp ở trên đất rất nặng nề bóng người cao lớn cầm lấy tụi chức vật lên rồi nhanh chóng gật đầu hai nghìn hai trăm bộ thi thể xem như không tệ có điều thế này vẫn thiếu rất nhiều kính xin vua nguyệt thần tiền bối chuẩn bị thêm nhiều lấy được thêm nhiều thi thể hoàn chỉnh hơn nữa bóng người nói <laughs> nói nghề dễ quá nhỉ thi thể tu sĩ nào có thể dễ lấy như vậy nếu không phải chiến sự đừng nói tới hai ngàn thi thể tu sĩ dù chỉ là hai trăm cũng khó kiếm. Vua Nguyệt Thần lầu bầu, chủ nhân nhà ta đã cung cấp rất nhiều tài nguyên cho vua Nguyệt Thần tiền bối. Nếu không vua Nguyệt Giáo sao có thể phục nguyên khí nhanh như vậy? Thế nhưng ba vạn thi thể tu sĩ mà ngài đã hứa, giờ còn chưa được một phần ba. Bóng người cao lớn cười nói, đại chiến vừa mới bắt đầu, góp nhặt thi thể khó khăn, về nói với chủ nhân của người, cứ bản thân đã hứa với hắn chắc chắn sẽ không thiếu dù nửa phần. Vua Nguyệt Thần im lặng một lúc rồi mở miệng nói Tốt, vậy ta sẽ đợi thêm một đoạn thời gian nữa Bóng người cao lớn dù không cam lòng lắm Nhưng cuối cùng vẫn gật đầu bước ra phía ngoài Đây là thi thể của tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ Thi thể kẻ tu vi càng cao giá trị càng lớn Cái xác này ta sẽ mang đi Khi đi qua thi thể của tà nhãn tôn giả Bóng người cao lớn chợt dừng lại Phật tay thu lấy thi thể của tà nhãn tôn giả Rồi quay người nhìn quan tài đen nói Vũ Nguyệt Thần im lặng không đáp Bóng người cao lớn thế vậy cũng không nói gì thêm Cả người chìm vào bóng tối Biến mất không thấy gì nữa Tiếng cười lặng lẽ trầm thấp của Vũ Nguyệt Thần Từ bên trong quan tài đen chuyển ra Nhẹ nhàng vang vọng ở bên trong đại điện Ở một chỗ khác Bên trong phi thuyền của tịch Gia, Tịch chính đang đứng trong phòng của mình sắc mặt trông rất khó coi Đại chiến qua đi Tịch Gia cũng tiến hành trình đốn đội ngũ kiểm kê nhân số Đúng như đám người lạc chu dự liệu liên minh vân hoàng chịu tổn thất nặng nề phía Vũ nguyệt giáo cũng không nhẹ nhàng gì trận đại chiến này quá hỗn loạn gần như không thể nào chỉ huy một cách hiệu quả đệ tử trúc cơ kết đàn của tịch gia tư thương thảm trọng chiến lực tổng thể giảm mất ba bốn thành thậm chí có mất một vị tu sĩ nguyên anh đám người tịch gia oán thán vang trời có người cảm thấy hối hận vì đã gia nhập trận doanh của vũ nguyệt giáo mới lần đầu đại chiến mà đã tổn thất nghiêm trọng như vậy nếu tiếp đây còn đánh nữa vô liếng của tịch gia sẽ bị móc sạch Lúc này, trong lòng của tịch chính có xuất hiện cảm giác hối hận. Trên mặt bàn bên cạnh của y, hiện tại đang bày hai túi chữ vật. Hai túi này vừa được vua người thần phái người đưa tới. Trong đó có chứa hơn trăm vạn linh thạch, mấy trăm bình đan dược và cuốn điển tịch công pháp, mấy chục món pháp bảo, thậm chí còn có một kiện linh bảo phòng chế. Những thứ này đều là đền đền bù cho tịch ra. Tịch chính nhìn hai túi chữ vật mà sắc mặt không dịu đi một chút nào. Phần đền bù này không thể nói là không lớn, không nhiều, nhưng dù có nhiều đồ hơn nữa thì cũng không thể so với những đệ tử tuyệt đối trung thành với gia tộc kia. Những người đó đều là do gia tộc phải tốn rất nhiều công sức tiền bạc và cả thời gian mới bồi dưỡng ra được. Tịch chính hít sâu một hơi, khôi phục vẻ bình tĩnh ở trên mặt, rồi đưa hai cái túi chữ vật ra ngoài, nói với tộc nhân phân phối xuống dưới. Dù nói thế nào thì những thứ này cũng là một chút an ủi. Tịch chính nhanh chóng trở vào, sau khi thở dài một tiếng thì đọc ba quyền điển tịch ba quyền điển tịch này không ngờ đều là công pháp thể tu tịch chính chớp mắt trong lòng thầm nghĩ vô quyền thần đưa thẳng ba quyền công pháp thể tu tới xem ra gã đã nhìn ra tính toán của mình nhưng y chỉ hư một cái rồi không nghĩ ngợi thêm về gã nữa bắt đầu tham ngộ công pháp công pháp thể tu ở cuốn đầu tiên tên là kim cốt quyết nội dung về phương diện đoán cốt vô cùng tinh diệu cuốn thứ hai có tên là thiết thân công luyện nó có thể khiến sức phòng ngựa cộp làn ra vô cùng mạnh mẽ Quân thứ ba tên là huyết chiến thập bát thủ, chủ yếu thiên về thực chiến. Trong mấy chốc, tịch chính đã xem hết Bao cuốn công pháp, y bèn đứng dậy diễn luyện một cách chậm rãi. Lực lượng huyết cương khổng lồ từ trên người của y bộc phát, theo động tác của y, nó không ngừng bành trướng, hình thành từng đợt sóng vô hình, vỗ và hư không bốn phía chung quanh. Chương 679: Ẩn náu lực lượng. Âm một tiếng, cánh tay của tịch chính đột nhiên co lại, lại lóe lên một quyền đảo qua, huyết cương lực bộc phát, ở sau lưng của y ngưng tụ thành một huyết sắc cự nhân cũng vùng tay đánh một quyền huyết sắc quyền phòng quét qua cả phòng xoắn nát tất cả vật phẩm ở trong phòng hùng ngang đánh vào trên vách tường phụ cận vách tường hiện ra một màn ánh sáng cấm chế màu xanh lam thật dày điên cuồng run rẩy xuất hiện vô số vết giản còn kém một chút nữa đã vài chục năm vẫn một mực như vậy hẳn là phải chờ vũ quyền giáo thống nhất vân hoang đại lục đại thế thành công mới có thể đột phá tịch chính chậm rãi tu tay viết sắc cự nhân ở sau lưng cũng chậm rãi tiêu tán y tự lầm bầm nhưng lúc này mới là trận chiến đầu tiên tịch gia đã tổn thất lớn như thế nếu tiếp tục đi theo vua nguyệt giáo tịch gia sẽ hoàn toàn diệt tộc cũng không phải là không thể vừa nghĩ đến đây lông mày của y nhíu lại vào thời khắc này trên người của y đột nhiên sáng lên một đoàn bạch quang phát ra trận trận âm thanh kiều khẽ tịch chính vung tay lên lòng bàn tay có thêm một viên châu màu trắng lấp lóe không thôi ảnh nhi Tịch chính lộ về kinh ngạc bấm điểm phá quyết điểm lên viên châu trong viên châu sáng lên một đoàn bạch quang hiện ra thân đảnh của phân thân tịch ảnh bạch cốt tôn giả người không phải đã vẫn lạc sao không đúng châu truyền tin của ảnh nhi sao lại trong tay ngươi tịch chính trầm giọng hỏi phụ thân đừng vội con là tịch ảnh thi thể của bạch cốt tôn giả này ở đông hải rơi vào trong tay con con luyện chế thành một bộ phân thân tịch cảnh nói bạch cốt tôn giả là do người đánh chết thế chính nên làm kinh hãi vô thức nhìn chung quanh tựa như lo lắng bị người nghe được đánh chết bạch cốt tôn giả là một người khác thế cảnh lắc đầu nói là viên minh trong mắt tịch chính lóe lên một vệt dị giác khỏi xem ra phụ thân cũng đã biết rõ thân phận của viên minh không sai không riêng bạch cốt tôn giả còn có lục dục tôn giả mà tà nhãn tôn giả vừa rồi vẫn lạc cũng là do hắn xuất thủ tịch cảnh nói tà nhãn tôn giả cũng đã chết Tịch chính ngay vậy sắc mặt âm tình bất định Phụ thân Vụ nguyệt giáo lòng lang dạ thú Xem chúng ta là quân cờ sử dụng Tịch ra đi theo chúng nhất định sẽ gặp họa diệt môn Xin phụ thân cân nhắc Tịch cảnh nói ảnh nhi, người nói thật với phụ thân Thực lực của viên minh đã đến đâu rồi Tịch chính nhìn về phía tịch ảnh hỏi Hơn xa nữ nhi Có thể so với vũ nguyệt thần Mặc dù vẫn chưa bằng nhưng tranh lệch không nhiều Mà trước mắt hắn đang chuyên tâm đột phá Ít ngày nữa sẽ phá cảnh tịch cảnh nói mặc dù đã sớm suy đoán nhờ nghe nói thực lực của viên mình đạt tết cảnh giới như thế tịch chính vẫn không thể tin nổi hoặc nói là từ đáy lòng vẫn không muốn tiếp nhận sự thật này người đang ở gần đây lúc này liên hệ với ta là muốn làm gì y trầm mặc một lát rồi hỏi vua nguyệt thần có thực lực cường đại nhưng thủ đoạn hung tàn xem nhân mạng như cỏ rác. vua nguyệt giáo trước mắt mặc dù danh tiếng đang thịnh bề chồng lại tay họa ngầm trùng điệp mấy vị tôn giả chết thì chết thương thì thương đạo có thế duy bại trái lại vân hoang liên minh hiện tại mặc dù hơi ở hạ phong nhưng ngưng tụ hơn phân nửa lực lượng của vân hoang đại lục người tài ba rất nhiều thực lực hùng hậu lại có viên minh và minh nguyệt giáo âm thầm tương trợ nhất phái vui vẻ phồn vinh so sánh cả hai vùng nguyệt giáo sẽ tiếp tục bại vong chỉ là vấn đề thời gian phụ thân ngài trời sinh tuệ nhãn còn tu thành thiên diễn thuật cực thiện xem xét lợi hại nhìn rõ biến hóa thời cuộc hẳn là đã nhìn thấy điểm này Tịch cảnh nói Ta đương nhiên biết rõ Tịch chính chậm rãi nói Nếu phụ thần biết Vì sao không dẫn dắt tịch ra tìm nơi nương tựa Vân hoang Liên Minh Còn nữ nhi và viên minh ra mặt nói giúp Vân Hoàng Liên Minh tất nhiên sẽ vui vẻ tiếp nhận tịch ra Còn thiên tử phong thần quyền của phụ thần Ngài có thể mượn nhờ đại thế của vua nguyệt giáo thống nhất Vân hoang Đại Lục để đột phá Cũng có thể mượn nhờ đại thế của Vân hoang Liên Minh Liên lạc thiên hạ hào kiệp Hủy Vũ Nguyệt giáo Tịch cảnh tiếp tục thuyết phục Ảnh nhi có chỗ không biết Thiên tử phong thần quyền dựa thế Lên lụy đến đạo tâm Vị mồ có mấy nhân tố Cũng không phải có thể tùy ý sửa đổi Việc này cần bàn bạc kỹ hơn Thì chính lắc đầu nói Phụ thân cần gì phải nói hòa với nữ nhi Nói tới nói lui Ngài vẫn là xem trọng vua nguyệt giáo hơn Thì cảnh nói Quả nhiên vẫn là ảnh nhi hiểu rõ tâm tư của vi phụ Không sai Trong lòng vi phụ vẫn xem trọng Vu nguyệt giáo hơn Tề chính mỉm cười nói Nữ nhi thực sự không rõ vì sao ngài phán đoán như vậy. Tịch ảnh không hiểu hỏi. Tại sao lại chẳng biết vua nguyệt giáo, thậm chí là vua nguyệt thần khó thành đại khí. Nhưng vua nguyệt giáo yên lặng vạn năm, mấy trăm năm gần đây đột nhiên cấp tốc quật khởi, không hợp lẽ thường, nên ta phái người âm thầm điều tra, phát hiện phía sau vua nguyệt giáo còn có một cỗ lực lượng ẩn náu đang thổi động. Tịch chính trầm mặc một lát rồi nói. Việc này quả thật có chút kỳ quặc. Phụ thần có tra ra được lai lịch của lực lượng kia không? Thế cảnh kết giật mình hỏi, cố lực lượng này làm việc rất ẩn nốt. Ta truy tra nhiều năm cũng không thu hoạch được gì, dùng thiên diễn thuật duy tính, đạt được tám chữ, thiên địa sụp đổ, nhật nguyệt đồng ám. Tịch chính nói, thế cảnh nghe vậy thì ngẩn người, nhất thời chẳng biết nói gì cho phải. Tám chữ này, chẳng phải nói lực lượng phía sau vùng nguyệt giáo sẽ nuốt hết thiên hạ sao. Tịch chính nghiên cứu thiên diễn thuật nhiều năm, tinh thầm hơn xa nhân tư vận, theo kinh nghiệm trong quá khứ lời tuyên đoán này chưa hề sai lầm vẻ mặt của phân thân tịch ảnh Hưng trọng vân hoàng đại lục còn nền tàng lực lượng cỡ này rốt cuộc đối phương có lai lịch gì nàng đang muốn hỏi đột nhiên bên tài truyền đến âm thanh vội vàng của ngân không chủ nhân không tốt kỳ uống tôn giả lại tới ngân không thụ yêu hóa thành bàn thể để nhánh cây dễ cây chui vào hư không quanh mình luôn dò xét động tĩnh chung quanh tình ngành nghe vậy thì vội vàng triển khai thần thức miệng cưỡng phát hiện một bóng đen mơ hồ đang nhanh chóng tới gần quả nhiên đến rồi tề cảnh cũng không bối rối thu hồi viên châu vận chuyển thái âm luyện tỷ quyết trên người của nàng đại thịnh hoàng quang vô cùng nhanh chóng bỏ chạy tới chỗ sâu trong lòng đất tề cảnh đến này không biết cửu âm tôn giả dùng độn pháp gì chỉ biết trong lòng đất cửu âm tôn giả bị hạn chế rất lớn Nhất cử nhất động đều để lại điểm điểm vết tích đây cũng là nguyên nhân nàng dáng can đảm lưu lại ngân không thì trốn vào hư không đuổi theo lúc này lòng đất ở một nơi nào đó Cửu âm tôn giả lộ vẻ cười lạnh, một bóng người bầu đen từ trên người của hắn hiện ra, tản mát ra dao động hồn lực kinh người, chính là thần hồn hóa hình ma kiều của y, nắm ngón tay đưa về phía trước. Ngoài mấy trăm trượng, đầu của phân thân tịch ảnh ông một tiếng, giống như bị bên trong nhét vào một cây gậy. Hỏng bét, thần hồn bị điều khiển lúc nào? Tề cảnh suy nghĩ cũng biến thành trì trệ, tốc độ chậm lại. Cửu âm tôn giả lộ vẻ vui mừng, Ma kiều không chế hồn tia, mặc dù chỉ có thể công kích thần hồn địch nhân, nhưng phạm vi hồn tia công kích vượt xa chỉ đen mà bàn thể của y điều khiển từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi y tăng thêm tốc độ á miệng phun ra chín thiên mang châm đâm tới đầu của phân thân tịch ảnh không lưu thủ một chút nào hiển nhiên là muốn nhất kích tất sát nhưng vào thời khắc này trên đầu của phân thân tịch ảnh đột nhiên sáng lên kim sắc quang mang giống như hỏa diễm hồn tia giam cầm thần hồn của nàng gián đoạn bị kiểm diễm đốt cháy tịch ảnh lập tức khôi phục trưởng khống thân thể không nói hai lời chui vào chỗ sâu trong lòng đất đơn giản tránh thoát thiên mang châm công kích không có khả năng kỳ âm tôn giả ngạc nhiên tiếp tục đuổi theo Tây cảnh tiếp tục lặn xuống lúc này đã đến không gian ngàn trượng ở sâu trong lòng đất nơi đây nham thạch bắt đầu bị hỏa tan khắp nơi là nham tương nóng sôi ủng ục nham tương ở đây khác với nham tương do núi lửa tạo thành nhiệt độ cao không chỉ gấp 10 lần đều loại linh tài trong lòng đất bị hòa tan sinh ra rất nhiều khí thể cổ quái kỳ dị rất nhiều thứ mang theo kịch độc thiên địa linh khí càng hỗn loạn rối tinh rối mù cảnh vật chung quanh rất tồi tệ cho dù là tu sĩ nguyên anh cũng không dám kinh thường tề cảnh không dừng lại tiến vào trong dung nham của núi lửa muốn tiếp tục đi sâu xuống sau mấy nhịp thở thân ảnh của kỳ âm tôn giả xuất hiện trong không gian của lòng đất nhìn dung nham núi lửa đuôi lông mày chật nhướng lên đối phương ở đây là muốn tự sát nếu như nàng thực chết ở bên trong nham tường vậy thì càng đơn giản y sẽ mạo hiểm chui vào lấy đi di vật đối phương ra là được thế nhưng rất nhanh sắc mặt của y trầm xuống theo thần thức của y truy tung tình cảnh chui vào bên trong nham tương lại không chết mặc dù thân thể bị lửa cực nóng đốt hành động vậy mà không bị ảnh hưởng hoàng mang ở quanh thần vẫn lóa mắt tiếp tục độn hành chỉ là nàng không tiếp tục nạn xuống mà đi hướng bắc xem ra người này cũng không phải là không sợ nham tương ngược lại tâm muốn xem người có thể kiên trì bao lâu Cửu âm tôn giả hư lạnh một tiếng, quay thân đại thịnh hắc khí đuổi theo. Ở một chỗ khác, hắc phong xa, phong bình thành. Thành này so với rất nhiều thành ở trong hắc phong xa, chỉ có thể coi là trung đẳng, sở dĩ có tòa thành trì này là vì phụ cận của thành này có một mạch quạng sắt, chính là một chỗ mỏ thành. Vô Nguyệt Giáo đánh hạ hắc phong xa, phong bình thành cũng rơi vào trong tay của Vô Nguyệt Giáo khống chế. Qua chiến tranh tẩy lễ, tu sĩ trong phong bình thành giảm mạnh, chỉ còn không đến ba thành, gần như bị Vu nguyệt giáo cầm tù, ngược lại phẩm nhân còn có không ít. Mà kệ thế lực nào chiếm cứ phong bình thành, khai thác quáng mạch, cũng sẽ không dừng lại, nếu không thành này cũng không tất yếu tồn tại. Phụ cận mỏ quặng tọa lạc một tòa kiến trúc bầu xám cao lớn, tu sĩ của Vu nguyệt giáo đều cư trú ở đây, duy trì quặng mỏ hoạt động. Nhưng vào lúc này, trên đỉnh của vách đá dưới thành trì dưới đất hiện lên hoàng mang, thân ảnh của tịch ảnh lăng công hiện ra, thần thức lan tràn lông mày hơi nhíu lại đây là một tòa thành trì nhỏ vô quyệt giáo chỉ phái một vị tu sĩ kết đan tọa chấn tranh lệch khá lớn với hắn mong muốn được rồi kết đan thì kết đan hắn tự nói một câu bất tử thụ trong đan điền bắn ra từng cây chui vào hư không trong một không gian mật thất của kiến trúc bầu giám một đại hắn mặt đỏ ngồi xếp bằng trên thân sáng lên linh quang hỏa diễm cực nóng dị thường không khí bị đốt trong vặn vẹo theo hư không trước người của gã vô thành vô tức hiện ra một dễ cây màu đen nhanh chóng đâm vào ngực của gã đại hắn màu đỏ kinh hãi thân thể tăng vọt xích diễm thân thể cũng nhảy lên một cái nhưng cả người của gã vừa mới vọt lên một nửa thì dễ cây đã đâm vào bụng dưới của y linh quang hộ thể không cách nào vận dụng mảy may đại hắn mặt đỏ cứng đờ không động đậy một chút nào trong mật thất một bóng người hiện lên viên mình lăng không hiện ra hai mắt sáng lên hai đoàn thành quang lóa mắt nhanh chóng xoay tròn đại hắn mặt đỏ nhìn thanh quang trong mắt của viên minh ánh mắt rất nhanh trở nên mê ly như thể đã mất đi thần trí đây là dùng pháp lực mê hồn thuật có thể tạm thời điều khiển thần trí người khác nhưng chỉ cần có thể sử dụng người có pháp lực thấp hơn mình không có thủ đoạn hồn tu nhiều khi đúng là không tiện viên minh lắc đầu tự lầm bầm chương 680, diệt ma kiêu viên minh nhìn về phía đại án mặc đỏ hỏi thăm một vài vấn đề chủ yếu là chức vụ của đối phương trong vụ nguyệt giáo và ngày bình thường đã mưu hại bao nhiêu người vô tội đạt được câu trả lời chắc chắn thân hình của viên mình nhanh chóng bành trướng trong thoáng chốc hóa thành một gốc đại thụ màu đen một mảnh lớn lá cây dây leo từ trên đại thụ rơi xuống quấn chặt lấy đại án mặt đỏ rất nhanh biến gã thành một cái kén tròn màu đen to lớn treo ở trên cành cây viên mình không hề rời đi mà cứ như vậy chờ đợi tiếp trong khoảnh khắc qua ba ngày đại thụ màu đen nhanh chóng thu nhỏ mấy nhịp thở sau thì khôi phục hình người cánh tròn đã tàn giã đại án mặt đỏ rơi ở trên mặt đất thì lễ về viên mình chủ nhân viên mình dò xét gã rồi gật đầu đại án mặt đỏ chỉ là tu sĩ kết đan kỳ luyện chế thành khôi lỗi thụ tự nhiên tốn không bao nhiêu thời gian đại án nhìn qua không có biến hóa gì trong cơ thể cũng tràn đầy sinh cơ bất tử thụ lại ôn dưỡng một đoạn thời gian là có thể thử dung nhập thiên quỷ tán nhân vào trong đó viên mình phất tay áo lên thu đại án mặt đỏ vào linh thú đại quay người đi ra phía ngoài vào thời khắc này trong mặt thất điện lên ngân quang hiện ra một thân ảnh màu bạc chính là ngân không thủ yêu sắc mặt của gã trắng bạch thở dốc không thôi xong người lại tới đây bên kia đã xảy ra chuyện gì ánh mắt của viên minh chuyển động hỏi cửu ương tôn giả lại ra tay thực lực đột nhiên tăng nhiều ta và chủ nhân hoàn toàn không phải là đối thủ chủ nhân rơi vào đường cùng đành phải chui vào nham tương dưới lòng đất dựa vào huyết dũng giáp trụ hộ thể kiên trì đang chạy đến nơi này kinh xin viên đạo hữu xuất thủ tương trợ ngân không thở hồng hộc nhanh chóng nói cửu âm tôn giả chuyện gì đã xảy ra nói kỹ lại với ta viên mình rót một cỗ yêu lực bất tử thụ Và về trong cơ thể của ngân không vẻ mặt của hắn gương trọng hỏi ngân không chính là thụ yêu hợp thù cỗ yêu lực này thân thể đủ dùng thờ dốc lập tức bình phục gã cảm kích gật đầu sau đó thuật lại tình huống của cửu âm tôn giả truy đuổi cách xa nhau mấy trăm trượng cũng có thể điều khiển thân hồn người khác đúng là lợi hại bóng người màu đen kia hẳn là thân hồn hóa hình của cửu âm tôn giả thực lực của người này đột nhiên tiến nhanh chắc cũng là vì vật này viên minh trầm ngầm nói chủ nhân cũng cảm thấy như vậy để cho ta nhắc nhở ngài lúc giải quyết bóng đen kia phải thật cẩn thận ngân không nói chủ nhân của người hiện tại nơi nào viên minh hỏi mặc dù chỉ là một bộ phân thân của tịch ảnh nhưng dù sao quan hệ đến thần hồn có thể cứu được hắn sẽ không keo kiệt xuất thủ dùng nhà mở dưới lòng đất cực nóng. Huyết dụng giáp chủ cũng không thể hoàn toàn ngăn cách, tốc độ chủ nhân bay không nhanh, còn chưa tiến vào hắc phong xa. Ngân không nói, việc này giao cho ta, ngươi chạy về trước đi, đem vật này cho nàng, để nàng mang theo kiểu âm trốn giả chạy loạn bốn ngày. Viên Minh suy nghĩ một chút, lấy ra một vật màu đen, giao cho Ngân không, chính là cây thiêu hỏa côn lấy được ở trên tam tiên đảo. Bốn ngày, Ngân không dững sờ, tưởng là viên Minh e ngại kiểu âm tôn giả, ở đây mắt hiện lên vẻ coi thường Dòng nhà ở dưới lòng đất có nhiệt độ kinh người pháp lực của chủ nhân đã bị hơi khô một nửa không có khả năng kiên trì lâu như vậy kính xin viên đạo hữu màu chóng xuất thủ tối thiểu để chủ nhân rời khỏi ngọn lửa luyện ngục kia tới mặt đất thở một hơi gã rất nhanh thù liễm cảm xúc cầu cần người đem vật này cho tịch ảnh nàng tự nhiên hiểu nên làm như thế nào viên minh tử tốn nói thân hình bay lên xuyên qua vách tường biến mất không thấy gì nữa ngân không ngây người tại chỗ sau đó dừng một chút rồi dũng nhập vào hư không chạy trở về hơn nửa ngày sau ngân không đi tới biên thủy của hắc phong Sa, ma kiều biến thành hắc quang hùng ngang đâm vào trên ngân sắc kết giới phát ra một tiếng vàng thật lớn gã là linh thú của tịch ảnh giữa phần thần cũng có được cảm ứng có thể cảm giác ra được đối phương đành nhanh trắng tới gần ngân không trốn vào lòng đất lặng lặng chờ đợi không trung ở trên phía ngân không có một đám chim bầu đen di trú về phương nam đang bay tới thẳng đến hắc phong xa chim này tên là đốm đen thích lạnh sợ nóng hàng năm cứ mùa hạ đến sẽ kết thành đội bay trở về bắc mạc lúc này đang di chuyển vào thời khắc này bầy đốm đen được nhận thay đổi phương hướng bay xuống đâm vào mặt đất trong quá trình lao xuống thân thể của chúng đó mơ hồ hóa thành một đạo bóng đen đồng thời nhanh chóng hòa làm một thể hóa thành một bóng người đen đó là thần hồn hóa hình ma kiều của cửu âm tôn giả y vừa mới chạm đến mặt đất đã trực tiếp chui vào trong đó Tăng đến ngân không dưới lòng đất ngân không tiềm phục trong lòng đất một mực không buông lòng dò xét bốn phía ngay lúc bầy đốm đèn đáp xuống gã đã phát hiện ra không đúng lập tức trốn vào hư không thi triển độ thuật hư không đào tổng <laughs> trốn được sao mà cười cười quái dị tay phải nhấn về phía trước một cái đầu của ngân không ông một tiếng ý thức nhanh chóng trầm luân thân hình cũng từ trong hư không hiện ra thì ra là thế, dùng cách này để công kích địch nhân sao? Nơi xa trong lòng đất, một bóng người trong suốt lặng lặng đứng thẳng, nhìn qua bên này chính là viên minh thi triển hóa hư thuật. Ngân không ngoại trừ độ thuật hư không, chiến lược cũng không cường đại. Hắn lo lắng ngân không nửa đường xảy ra chuyện, nên bám theo một đoạn, không ngờ hắn lại tới đúng lúc. Viên minh lật tay tế ra diệt hồn kiếm, dung nhập vào âm ảnh phụ cận, mà dễ cây của bất tử thụ trong đan điền đột nhiên dài ra, chui vào hư không hư không ở trước người ma kiều dao động cùng một chỗ Nằm dễ cây màu đen hiện ra đâm tới thân thể của nó Dễ cây bất tử thụ có ký tức quỷ dị ẩn ẩn khắc chế hồn lực ma kiều không dám để cho nó tới gần tránh sang một bên thời khắc này lòng đất ở trước người ngân không bỗng âm mảnh đậm đặc Diệt đồn kiếm từ đó hiện ra lăng không chém xuống tựa như có vật gì bị chém đất ý thức của ngân không trong khoảnh khắc thanh tình hoàng sợ nhìn ma kiều một chút lại nhìn diệt hồn kiếm một cái thân thể lại trốn vào hư không, bỏ chạy ra xa. Ma Kiều vội vàng đưa tay nhấn tới Ngân Không một cái, nhưng Ngân Không đã trốn ra, không bị chịu ảnh hưởng. Người muốn chết. Ma Kiều tức giận, quay người nhìn về phía viên mình đang đứng, hiển nhiên đã sớm phát hiện ra hắn. Ma Kiều hóa thành một đạo bóng đen nhào tới, trong khoảnh khắc đến gần viên minh, cũng hóa thành một con cự thú màu đen có mấy trường, mở cái miệng lớn như chỗ máu, hùng hằng cắn tới hắn. Nhưng viên minh lại không để ý tới Ma Kiều đánh tới, ngược lại nhìn quanh người hắn mở rộng thần thức chung quanh hư không lặng yên phát sinh biến hóa hiện ra từng sợi tơ mỏng vô hình kéo tới ba kiêu toàn bộ quá trình không sinh ra dao động khí thức cũng không sinh ra dao động thần hồn nếu không phải vừa rồi hắn chú ý ma kiêu công kích ngân không tuyệt khó mà phát hiện cái này chính là năng lực xuyên ti của ngươi dùng biểu diễn hòa mỹ hấp dẫn lực chú ý của ta vụng trộm lặng yên không một tiếng động rút ra hồn tia của ta thật sự đúng là hảo thủ đoạn Viên Minh cười nói. Ma Kiều không trả lời, mặt ngoài thân thể cao lớn hiện ra một tầng hắc quang, nhưng hồn tia kia bay vột tới, tăng nhanh gấp mấy lần, mắt thấy sẽ rơi vào trong tay của y. Vào thời khắc này, nồng đậm hắc vụ từ trên thân của Viên Minh hiện ra, chính là hắc vụ của bất tử thụ. Thần hồn lực ngưng tụ thành tơ mỏng và chạm một cái đến hắc vụ, đồng loạt đoạn tuyệt làm cho Ma Kiều bắt hụt. Ma Kiều không một chút do dự, xoay người hóa thành một đạo hắc quang, bỏ chạy ra xa. Viên Minh mỉm cười, lật tay lấy ra lệnh bài màu bạc. Hư không phủ cận ông một tiếng, một kết giới màu bạc hình tròn, đường kinh lớn trăm trượng đột nhiên hiện ra, bao phủ viên minh và ma Kiều vào trong. Ngân sắc kết giới hơi rung nhẹ, đã khôi phục như lúc ban đầu. Ma kiều bị phản chấn trở về, kinh ngạc mở miệng. Đây là... Nơi này là bộ phần của ngươi. Viên minh nói xong, dây đồn kiếm lơ lửng ở trước người của hắn, trong khoảnh khắc chạm đến trên ma kiều. Kiếm khí màu đen bùng nổ diệt hồn kiếm hóa thành một đạo trường hồng màu đen hùng hằng đánh xuống kiếm đến nửa đường trường hồng đột nhiên chia ra làm mười hóa thành mười đạo hồng kiếm màu đen giống nhau như đúc rào nhau chém về phía ma kiều sau động diệt hồn kiếm đáng sợ trần gặp cho toàn bộ không gian màu bạc làm kết giới cũng run rẩy theo diệt hồn kiếm khí làm tổn thương hồn thể kinh người mười đạo kiếm khí chờ hạ xuống ma kiều đã không thể động đậy thân thể không ngừng xuất hiện từng vết thương diệt hồn kiếm khí cường đại như vậy Người là viên minh mà kiều nghiêm nghị quát nếu như bản thể của ngươi ở đây còn có thể chiến một trận nhưng đáng tiếc người tới chỉ là một bộ phân thân thần hồn viên minh nói bấm niệm pháp quyết điểm ra mười đạo hồng kiếm rời xuống uy áp kiếm khí đáng sợ theo tới thân thể của ma kiều vốn vết thương trồng chất trực tiếp bị đè ép sau đó vỡ ra hóa thành vô số hắc quang tàn mát ra viên minh nhíu mày bị diệt hồn kiếm khí đánh trúng ma kiều còn lại chưa hoàn toàn tử vong trong những hắc quang tàn mát ra kia rõ ràng lưu lại khí thức sinh mạnh muốn bay tới bên hắn bên này hiển nhiên muốn phản công trước khi chết ánh mắt của viên mình khẽ động tôi động phù văn diệt thức và cuồng huyết hắc quang lập tức mất đi cảm giác phương hướng hiệu quả phù văn cuồng huyết cũng bắt đầu hỗn loạn phù văn âm lôi diệt hồn kiếm tỏa ra hào quang tiếng lôi mình ầm ầm mấy chục đạo hắc sắc lôi điện bắn ra đánh vào bên trên những hắc quang kia ngân sắc kết giới bấy giờ cũng nhanh chóng thu nhỏ ép những hắc quang kia tứ tán. Đi! Hai tay của viên mình làng khổng ấn xuống, bất tử thụ ở trên người tăng vọt hắc vụ, che mất không gian màu bạc, hợp thù những hắc quang kia. Trong khói đèn cũng hiện ra vô số dễ cây bất tử thụ đâm vào những hắc quang, thôn phệ hồn lực trong đó. Mấy nhịp thở sau, tất cả hắc quang đều biến mất. Cửu âm tôn giả này giống như chẳng có gì ghê gớm, rất nhẹ nhàng giải quyết. Âm thanh của kim cương từ bên trong linh thú đại truyền ra. Đây chỉ là phân hồn, hồn lực không sai biệt lắm tương đương với một tình vu nên ta mới có thể nhanh chóng giải quyết nếu như là bản thể của cửu âm tôn giả đích thân đến ta cũng không đắm chắc có thể đối phó viên minh lắc đầu nói năng lực của cửu âm tôn giả nhìn như bình thường kỳ thực phi thường kinh người hắn tự mình cảm thụ qua lực lượng thần thông xuyên ti gần như căn bản không có khả năng đảo thoát lúc trước viên minh còn có thể miễn cưỡng tranh thoát đều là nhờ vào lúc ấy ở trạng thái hàng hồn cửu âm tôn giả không phát hiện ra hắn mà tác động hồn tia phân hồn rút ra so với bản thể của y chậm hơn rất nhiều lúc viên mình phụ thể tài nhãn tôn giả cửu âm tôn giả trong nháy mắt đã chế phục gã cùng với đám la vĩnh kỳ thần thông xuyên tì của cửu âm tôn giả không thể bảo là không huyền diệu nhược điểm duy nhất là khoảng cách không xa nhưng hiện tại y có thần hồn hóa hình cách mấy trăm trượng là có thể thi triển thần thông không thể ngăn cản lực khống chế cách xa nhau mấy trăm trượng trong khoảnh khắc là có thể hoàn thành thần thông xuyên tì viên minh lắc đầu tán như cái giới màu bạc thi triển hóa hư thuật lại một lần nữa biến mất thân hình hết trường 680 cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị